Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi Wii Sports và Telegon. Này, one. Cái này dễ từ đầu thôi. Nhận xác đâu. Nó kêu đi dọn rác. Ủa về mình lau công đây hả? Đúng chắc vậy. Hãy làm rác hết. Bấm cái nút ở dưới chạy nhanh nè, bấm 1 phút. Đúng. Ở đây thì có hai nút nè, crouch và sprint. Sprint là chạy, crouch là bò. Ok, xong Windows. Bây giờ về phòng ngủ đi. Không muốn ai thức dậy trong 12 giờ. Không muốn ai đi lung tung. Về phòng số 4. Let's go. À trời, thấy đổ à. Đập cửa à. Tutorial. Mày phải lo ăn nè. Mình phải đi ngủ trước khi nếu á nè. Nếu mà đừng để cảnh sát nó thấy mình đi ăn. Dùm kè ăn. Mà cái trò chơi chỉ là ăn nha, chứ nó muốn uống gì đâu. Ừ. Dễ rồi. Một chuyện thôi. Nếu phải đi ngủ nữa nếu cảnh sát nó dậy. Không để bị bắt nè. Xong xong rồi tới 6 giờ nè. 6 giờ sáng. Đừng làm tiếng. Không làm tiếng. Ôi ôi ôi, bơi 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 bơi. Don't start. Không để đói. Ủa sao nó không vô? Không biết. Nó đi nó dạo ngoài làm gì vậy? Không biết nữa. Mà nó dạo nó phải cười hò 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 hò. Thì với gì? Từ từ. Thôi đi lấy đồ ăn nè. Lấy đồ ăn. Ê có điện thoại chết, về. Chết 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 chết. Để điện thoại đi Google. Thôi kệ đã tắt rồi. Thôi okay. Đi ngủ đi nó vô. Trời ơi má mày cái gì? Nó đi mà động đất luôn. Trời ơi tay cầm dao. Án vậy? Cái gì? Nằm sấp mặt. Cầm dao làm gì vậy? Không biết nữa, xiên thịt hả? Thịt nó không? Nó xiên thịt mình hả? Đúng. Hay xiên thịt chuột? Chuột ai? Rồi ăn. Ok. What the hell? Cái đêm 1 hình như nó dễ quá, 2-3 phút. Đúng. Tại cái máy là anh nó gần chúng ta mà. Mà đồ ăn nó giảm lần có 1 mà. Phải Google 5 mà. À giảm 5. What the hell, điện thoại này lì. Ai rồi trên đêm vậy? Nó vô kiếm mẹ nó đây. 3 phút cơ lô. Ngủ đi thức chị. Dạ dạ dạ, chúng em đang ngủ mà. Ngủ đi nha, không có ra ngoài à. Thấy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái này run là cái gì vậy? Mày cảnh sát không? Thì nó hay ăn chuột, nhiều khi có con chuột đó. Có con chuột đi qua đi lại á. Chuột hả? Ê, ơi, chỉ có tiếng hồn. Rai vô hả? Rai vô chứ mà. Á, thôi. Quá, cái điện thoại đó. Để đi. Tắt. Vô này, ê bán phút cơ rồi. Phút hay ngủ vậy? Dạ dạ chúng ta ngủ trong dậy mấy tiếng tự mở mà. Có khi nào cảnh sát nó gọi nó dụ mình dậy để nó lùi vô. Không biết nữa. À trời. Ủa thật. Thì con cảnh sát nó còn nghe tiếng. Chắc nó đi dạo. Đi săn chuột. Để coi nha. Săn chuột thật. Rồi đi bán phút ơi. Ok đi ăn. Ăn 2 cái nha. Có nhạc rồi về. Ủa? Là ăn thì cùng vô. Nó cầm pizza ăn. Em phút. Ngủ mà còn cầm pizza nữa. Ok ngon. Để ăn rồi chị là thấy mất cái hunger với. What? Trời.
nó đang chạy qua chạy lại ngoài trước nè. Đâu chắc nó đi kiểm tra. Nó kiểm tra nó phải cười ha 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 ha, ha nữa hả? Là ba điện thoại lì ai gọi giờ đêm vậy? Ờ mà khu vlog mà phải coi ăn luôn rồi, mất nhiều quá, chỉ có 30% thôi. Kệ đi, nằm ngủ đi, cái này nó giảm đâu. Đợi nó vô cái kiểm tra cái đi rồi hãy đi ăn, chứ giờ nó chưa vô đó. Đó nó vô nè, để nó vô kiểm tra đi, xong rồi mình ấy đi. Trời, cười hoài. Rồi đi. Nãy giờ lâu ra luôn rồi thử. Chắc nó về ngủ rồi nè. À, muốn cái thì cùng lọt. Ừ, ăn 4 cái đi. 4 cái hoặc 5 cái là cũng được nè. Một cái hồi 15 hả? Ừ, lấy, đúng rồi. Lấy 1 cái về nhà sẵn. Tại vậy sao mà có thể lấy. Ờ, chết. Bên cái điện thoại này. Anh nào gọi vậy? Gọi chứ trong đều có phải là những người đặt bộ không? Để thì đừng tắt. Để thì đừng tắt. Để cho nó chạy vô cái xong rồi. Trời, nhạc đâu rồi, thằng nào mới nhạc nữa không biết nữa. Nó may mấy đó thì như chứ có thể là trong phòng 10 có việc hả, chứ tự kêu tay nó tự kêu tắt. không biết tiếng ở đâu, nhạc đâu mở không biết nữa. Phải cái tivi vô hay là phải cái máy tính không, không biết nữa, kệ đi. Giờ không biết nhưng mà nó tự nhiên lâu có tiếng nhạc đưa lên, cả con có tiếng đầy rớt nữa. Ê mà thôi vậy chạy vòng vòng chơi chơi vui đi bính ra coi từ từ nha, rồi không có nó rồi, đi đi thôi đi thôi đi thôi đi 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 đâu rồi đâu đâu ra đâu đâu rồi. Đâu ê ê ê cục lỗ đó cục lỗ bị bắt rồi xịt đỏ. Ủa nhưng mà nó chuyển qua 6 giờ nó bị bắt cũng không sao. À, mừng mới cùng vào. Night 2. Đêm 2. Đó là cái ạc tôi. Hả? Trời. Bớt lúc 3 ngày xưa. Em bút làm gì nhảy lên người nó vậy? Tại nó bị kiểu gì mà. Ủa? Nảy nó luôn. Sang này là ai? Hồi tiên là con bây giờ nó mặc đồ xám luôn rồi. Đây hai áo rồi. Ê bé một phút từ từ đừng có đẩy. Cút đi, đừng nghe nó chị nhiều quá. You start the vending machines. Nhưng phải lấy hộp này bỏ vô bây giờ. Nét 2 này sẽ còn xa hơn nét 1 nha. Những máy máy nó sẽ đứng gần ngay chỗ cái người bảo vệ. Ừ, nó dọn mất cái máy rồi. Nó không cho chúng ta đi ăn gần nè. Nó bắt chúng ta đi ăn xa. Đúng. Mình nghĩ là đêm thứ nhất thì mọi người sẽ dễ thành công hơn, chắc là tỷ lệ thành công chắc 90% quá. Đây thì rất là dễ luôn. Cút. Cút đi. Rồi nó cứng quá, nó đóng đinh dưới chân rồi. Thành là mấy kg. Lần nào nó cũng đập cửa, nó không sợ hư cửa hả? Rồi. Rồi đi thôi, đi lấy đồ ăn nào bé Phúc. Máy kêu ở trên là cái gì? Pick play gun on door 10. À, mở cửa phòng 10 mà. Lấy cái chìa khóa trên người nó mà thôi kệ, đừng lấy. Để cuối giờ lấy. Ok, mấy giờ mới lấy? 5, 6 giờ, 5 giờ lấy. Ok. Giờ cứ để cho nó đi. Đừng đụng vô.
cười kìa. Nó đang đi kiểm tra. Nó đây kìa. Thằng này nó cũng dắt dao vô nó hỏi. Hỏi gì? Mấy em phút cưu thưa, nằm yên đó nha. Ok. Từ từ nha, từ từ nha bé. Từ từ để ra kiểm tra trước. Cười. Rồi đi, 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 đi. Nhanh, 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 nhanh. Đồ ăn để xa quá vậy? Biết nữa. Ăn hai cái nha bé Phúc. Ok. Lấy thêm cái nữa. Không được. Thôi về. Bé Phúc chạy lẹ trời, điện thoại ra, điện thoại ra. Này. Để tắt. Tắt hay để? Không biết nè, tắt hay, tắt hay đỡ của cô. Để thì để cho nó vô kiểm tra. Kiểm tra xong rồi thì mình có. Đây là vô Google, nằm yên đó nha. Để nó vô nó tắt đi. Để cảnh sát vô nó vô vô nó tắt đi. Xong rồi mình dậy mình đi ăn được. Chứ mà mình tắt á, chứ nó dậy bất ngờ mình không có biết được, phải không? Mình phải để cho nó kêu á, để cho thằng đó nó vô nó tắt rồi mình mới đi ăn được. Ừ. Ăn hai cái nha. Giữ một cái nha. Rồi về thôi. 83% mình ăn liền nha. Bé Phúc ăn gì đó, mình ăn đùi gà. 15%. Bé Phúc vừa lấy được cái gì về nhà. Mà sao mà đói bụng một đêm mà đói bụng hoài vậy? Quá chắc hai nhà nhịn. Mà sao mình đói bụng hoài vậy, kỳ vậy? Không biết nữa. Rồi rồi rồi. Một đêm mà ăn quá trời luôn. Trời. Có nhạc rồi. Nghe hay quá luôn phải không? Điện thoại. Đấy. Đây rồi, trong giờ này vậy. Cảnh sát nó gọi á, để mình ngồi dậy nó lại nó lùi. Vô đây, vô tắt điện thoại đi cảnh sát. Rồi, 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 rồi. Vô đã tắt điện thoại đi. Rồi. Rồi đi ra đi anh cảnh sát. Rồi nhà tụi này đi ăn. Rồi lẹ. Rồi khoan nha, từ từ nha. Đi. Không có nó rồi. Bé ăn lẹ. Ăn 3 cái nha. Ok. Bữa ăn thì trong tối mà cũng bị cảnh sát dí đó. Sao nó không để cái máy đồ ăn trong phòng, lấy thêm cái bé 1 phút. Thôi đầy rồi đi. Ok. Mà sao không để cái máy đồ ăn ở trong phòng của chúng ta vậy, để cho không cần phải lấy mà. Điện thoại này đeo, để đi, để chở vô. Để đi đừng có tắt, để cho chạy vô. Chạy vô phòng không phải gì. Để đâu Google. Nằm yên đó nha. Ừ, chúng ta đang đây nằm nè. Ơi. Sao nó tắt điện thoại giùm mình vậy? Không biết. Từ từ tắt rồi. Khoan nha, từ từ nha. Từ từ nha. Rồi đi. Cái gì gặp bất ngờ nữa. Ăn hai cái nha. Rồi về. Yeah. Ok, ngon. Cô lại cầm pizza. Tao mới cầm visa luôn vô không? Vô. Hàng luôn đi, 85% rồi. 2, 3, vô. Ngon. Đó. Trời. Hình như con chuột, tiếng gió là của con chuột chứ không phải. Chuột thật. Mà nó dậy rồi, nghe tiếng nó cười. Bạch. Điện thoại không có reo á, nó không có chạy vô phòng mình. Bởi phải để điện thoại reo để nó cho nó chạy vô đứng á. Chứ nếu tắt nó đi thì cái trường hợp rất bất ngờ trước khi lấy đồ ăn nữa. Ừ. Mình mà tắt nó đi chứ hồi bất cứ lúc mình lấy đồ ăn á, nó tỉnh dậy bất ngờ. Khoan nha, từ từ. Rồi đi. Ok. Ủa, khoan. Ôi, bên điện thoại này. Ủa, đâu phải điện thoại phòng mình hả? Đúng rồi. Để nó vô đi. Trời lại cái này anh nhạc đi chứ nè. Nghe không? Để. Rồi, điện thoại reo xong rồi. Kiểm tra nè. Khoan nha, 3 phút để mình ra trước nha. Rồi, không thấy nó rồi, đi. Ăn mấy cái? Ăn 3 hay 4 ta? 3 cái chứ tiền. Lấy 4 cái rồi 3 phút. Ok, giữ. Về, được cái đùi gà trả lại á. Ăn đi. Tôi có cần một cái burger nữa. Nữa thì ngoài ly.
gục rồi chứ cộng phải cái tiếng nói nữa. Cái này là mình nằm yên tới 6 giờ sáng được rồi nè. Ăn đi. Ăn nào? Cho vui. Ăn đi. Đi kìa, ngon. Đùi gà ngon quá. Thôi, giờ nằm yên tới 6 giờ sáng được rồi, khỏi phải dậy. Mà thôi dậy đi dạo xíu cho nó vui. Cái trình hỏi đã mất thương rồi, bây giờ cút luôn. Ê, cho kính chìa khóa. Chìa khóa phòng 10 thấy không? Lấy cái trường hợp nghe tiếng bất ngờ nữa. Thằng nào vậy? Là người kia. Đi hoài ly. Rồi thôi, 6 giờ rồi. Cảnh lên 6 giờ. Thôi đi ngủ qua Google cho chắc ăn. Ok, xong rồi. 6 giờ. Rồi, yeah, xong đêm 2 rồi. Đêm 2 cũng là khá dễ dàng nha các bạn. Bây giờ tới đêm 3 nha. Night dream. Trời. Ủa lại cái giờ lại... Đừng đổi áo nè. Không phải đổi áo, mất nhiều người khác nghĩ mệt thôi. Nghĩ mệt hay là đổi áo? Nghĩ, chứ đổi ra người khác. Ngày này mặt cười vui nữa. Đi dọn rác phòng 10 hả? Trời, don't trust anyone on my stuff. Không có đụng vô đồ nó hả? Đúng. Mấy kiểu kiểu vậy mà. Thấy giờ về trời ơi. Trời. Mà không biết cái chân ở trong cái tủ này thế nào không? Để ý xem coi. Biết nữa. Ủa còn món. Không phải em quên con rồi. Cái gì đó bé em Phúc? Chốt. Buông cái bó. Chuột gâm ke hả? Mà không. Làm sao bự vậy? Em phải đợi thôi. Con dê quay lại nè. Xác. Ok con dê. Ok là con dê. Ok BD. Rat. Chuột. Không đi đâu sau 12 giờ hết trơn. Đúng, mà cứ hoài. Rồi giờ phòng số 4. Đây bạn đã mở phòng số 10 cái hả? Google nhưng mà phải lấy chìa khóa trong phòng đó mà. À quên nãy không có lấy. Kệ nó. Không cần. À, thay đồ hoài. Ok, giờ này nó còn khó hơn xíu nha. Chỉ là trung bình thôi. Chuột. Bây giờ sẽ khó hơn một tí xíu. Đằng nghĩa có chuột ở dưới này. Nhớ phải nhìn dưới trên để xem nếu thấy cái nút của con chuột phải giết nó. Không thôi nó cắn cái bạn. Cắn cái đi kìa lá. Nếu mà nó cắn dưới chân mình sẽ la lên. Á, à, cái lúc đó là cảnh nó sát bật lên. Cảnh sát nó nghe tiếng la của mình là nó sẽ dậy nó đập mình. Xuyên thức. Anh đi cực lâu. Mất 5%. Chấm lấy 1 thôi. Trời. Giờ nhanh hơn nữa. Thôi ly. Mở. Khoan nha. Từ từ. Rồi đi. Quạt nè. Chuột cắn nha bé em Phúc mà. Khoan chuột tự đi. Cắn bé em Phúc, bé em Phúc la lên cái làm nó dậy. Ủa một hai giờ sao tao la kiểu cái giống như tao bị nói. Chạy. Không chơi với đi. Khoan nha, từ từ nha. Một đứa ra trước thôi.
Ok, kỹ nha. Rồi đi. Ôi! Giết con chuột ngay 30 phút. Đi. Đừng để nó cắn chân mình nữa. Ăn hai cái đi. Rồi về. Y chuột. Ba cái điện thoại đi ngủ như cung lắm. Khéo léo nha, cung lắm. Ê, con chuột. Nói, cái con chuột chạy ngang nó hay dậy giết chuột đó. Nó dậy. Chạy. Rồi, lo ngủ đi. Lên giường. Cầm dao vô. Hết rồi. Cầm dao đi giết chuột chứ không phải giết mình đâu. Nhưng mà thấy mình đã đập mình luôn. Đi thôi. Con chuột kìa giết. Giết. Ăn hai cái nha. Ok. Để bất ngờ thì ăn một cái thôi nha. Ê, điện thoại cho em. Điện thoại vừa ra. Hả chuột. Con chuột, tiếng có tiếng con chuột. Điện thoại Ly. Đừng tắt, để điện thoại vô 30 phút. Điện thoại Ly vậy. Có phải là cảnh sát rọi không? Khoan nha, từ từ nha. Đi. Đẹp. Đi. Ăn một cái là về đó. Lấy thêm cái nữa. Giữ trên người 85% mày ăn nha. Chồm. Chồm nằm ngủ trên giường mình vậy 5 phút. Tôi xin lỗi, tại vì một mới chọn nào chọn đại. Rồi, cứ nằm yên đi. Sao yên tĩnh quá vậy? Tối chết rồi đi luôn. Rồi, tắt đi. Rồi, khoan nha, từ từ nha. Coi có mấy con chuột giết nha. Hả? Cái gì vậy? Đi với em bố ơi. Đi. Ok, đi. Rồi chừng. Ăn hai trái nha. Ok. Ăn thêm trái nữa rồi chạy. Tính đi để canh coi có con chuột nào không giết. Thì chuột tới chuột tới chuột con. Chuột cha của mấy đứa chuột con à. Chuột mẹ. Rồi để điện thoại reo đi. Để điện thoại reo cho vô kiểm tra nhé. Điện tắt. Vô kiểm tra đi mình mới đi ăn được. Chứ giờ mình chạy ra, nó không chạy vô đây, mình chạy ra nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ 30 phút ở đây canh điện thoại nha. Okay. Từ từ nha. Điện thoại reo. Để điện thoại reo rồi hãy đi. Đi luôn 30 phút ơi. Chạy. Ơi. 30 phút chưa ra, có mình ra, bởi vậy. Từ từ. Giết hết mấy con chuột đi, không hơn hồi. Hồi nó cắn hả? Cắn nguyên chừng là hai cái nha. Ok. Rồi chạy. Điện thoại. Đi. Trời. Dữ hơn à. Ê, 30 phút kêu alo, nằm yên nghe chưa? Dạ, biết rồi. Mà sao quần áo nào dục ra nền nhà dơ vậy? Nó đi ngủ chưa ta? Nghe em tính không? Lâu vậy. Trời. Kệ để nhà hát kêu đi. Nghe ngay. Ai mở vậy?
Giờ 5 giờ rồi, mình không ăn, chưa chắc chết đâu. Cảnh sát vô cho này để xem mấy phút có mở nhà hay không. Giờ 5 giờ mình không ăn, mình cũng không có chết đâu. Xong con, yeah, 8 giờ rồi. Bây hãy sang qua nơi khác. Ok, nét 3 cũng là khá dễ nha các bạn. Bây giờ tới nét 4. Đêm 4. Đó là cái ạc tôi. Biết làm sao đó, em thích bị kẹt cái nút á. Nếu mà bấm vô nút row, nút print nè, có thể đi di chuyển được. Cút thằng này luôn. Do not enter, rats infest. Ok, bây giờ mày cứ cút đi. Có nghe là không vào. Chuột, chuột nó infest, chuột cắn hả? Đúng. Không vào, chuột cắn. Ê, cái game này có tiếng Việt nha các bạn. Các bạn nếu mà thích có thể mở tiếng Việt lên. Nó, những dòng chữ này nó sẽ được dịch qua tiếng Việt luôn. Đúng. In the office, in the corridor, corridor là cái này là nó hall. Đứa dọn rác ở ngoài hành lang, còn đứa dọn rác ở trong phòng. Trời ơi! Chuột bự quá bé em Phúc ơi. Để dành cho bé em Phúc con chuột chà bá luôn. Ăn đi, lẩu đi. Con này ăn ngộ độc chết. Rùi bay tùm lum. Mở không được. Cái nét 4 này á, nó hình nhạy, độ nhạy rất là cao. Ê con, quá nè. Ê qua về phòng 4. Cái nét 4 này cần độ nhạy rất là cao nên các bạn phải cực kỳ bén. Mà nên bây giờ hai đứa chắc sẽ phải tách ra chơi. Nếu mà chết. Chứ hai đứa chơi chung nhiều khi nó cản nhau lại không chơi được. Đúng. Thì biết cho cái thái độ của người bảo vệ. Nè, có nói thái độ nè. Hư cửa hết. Cửa vậy. Giờ vậy thì sao mình cộng thêm một cái chỗ phòng an toàn là chỗ phòng chuột. Tại ở nét 4 là mức độ hao hụt độ đói nó sẽ rất là nhanh. Nên ra mình phải chui vô cái phòng này mình chơi. Nó sẽ có thể mất 8%. Không còn 5% nữa. Mà hao rất là nhanh luôn. Mình phải chui vô đây. Lo lấy là ăn chiếc khi vô trong đây. Ăn pizza vô đi. Trời. Rồi thôi. Được rồi. Nét 4 để... Cầm vô mát chi vô Google thì mấy mình vô ra ăn hả? Bây giờ nét 4 á, mấy bạn cẩn thận, phải cẩn thận mấy chuyện vậy nè. Một là đừng để chuột cắn. Chuột cắn là mấy bạn sẽ ra lên khác, nó gần nó sẽ nghe được thấy tiếng và nó biết nó chạy lại nó này kia. Thành ra mình phải nhớ diệt chuột ở xung quanh đường đi đó. Giờ diệt con chuột này đi để cho đừng khi mà con chuột nó chạy qua chạy lại hồi á bạn đạp nó rồi. Giờ để điện thoại cho nó reo, điện thoại reo thì cảnh sát sẽ đi, lúc đó bạn mới ra lấy đồ ăn được. Rồi, ra lấy nè. Rồi, nó đi xa rồi, để chứ đi xa xa xíu là ra lấy. Chuột cắn mà nè, ở gần cũng không sao hết á. Rồi, nó đóng cửa rồi, đừng có ra. Rồi, đợi nó ngủ xíu đi. Rồi, ra lấy cái bánh này. Vô. Đó, vậy đó. Bây giờ đợi nó đi thì mình mới lấy đồ ăn, chứ mà nó đang ở đây mà mình lấy đồ ăn rất là khó. Đó, nó đi rồi đó. Đợi nó đi xa xa xíu. Rồi, ra lấy đồ ăn. Thì con chuột chạy qua. Ngày là lấy mấy cái luôn. Nhớ đừng để chuột cắn. Rồi lui. Ăn chừng 4 cái thôi. Cái này là liều lắm đó nha. Và phải có máu liều chứ, mà nhiều khi không có máu liều ăn không được đâu. Rồi nó đi rồi đó. Đợi xíu. Rồi, rồi, rồi ra được rồi đó. Con chuột, con chuột. Nó
quýnh con chuột ầm 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 á. Rồi ra lấy đồ ăn, chuẩn bị khoan. Rồi nó đi rồi đó. Đẩy xíu. Rồi ra. Trời ơi chuột cắn. Thêm cái. Đấy. Nó điện thoại vừa reo á là nó sẽ có khả năng nó dậy, nhưng mà nhiều khi nó đi kiểm tra nãy giờ nó mệt á chứ nó sẽ không dậy, nhưng mà có lúc á thì rồi giờ chắc nó đi xa đó. Bây giờ đợi xíu mình chạy ra nhà quốc ra cái thấy không ổn mà vô liền. Rồi nghe tiếng đóng cửa rồi nó chuẩn bị nó quay lại. Đó, mấy bạn cứ để ý vậy đó, mấy bạn để ý là lúc mà nó đi xíu xa xíu là mình chạy ra mình ăn đó, nó đi đó cứ vậy chạy ra. Lúc này nó trong phòng nó sẽ không có thấy mình. Ê, nghe tiếng chân trốn. Giờ nó nằm ăn nằm ngủ vậy đừng có chạy ra mất công vừa ra cái nó bật dậy cái là xong luôn. Nó đi rồi ra chuẩn bị ra ăn, trở đi xa xa ra. Chắc nó đi xa rồi đó. Không được. Đứng sát sát vô nha các bạn. Bạn mà đứng ở ngoài nó nhìn thấy mấy bạn ngay đứng ngay lấp ló ngay cửa nó cũng quất luôn mấy bạn. Giờ ra ăn đi. Cá ăn hai ba cái gì đó mình vô. Nó đi nãy giờ cũng lâu á, cái thành ra nó sẽ mệt, nó ngủ nhiều lắm. Còn thí dụ như mà nó đi mới xíu nó về, các bạn nhìn nó về. Nó không có quay mặt qua, nó quay mặt qua nó mới lụi mấy bạn, còn nó không quay mặt ra nó không có lụi đâu. Bây giờ mình phải đợi nó đi chứ mình không có ra được. Mình mà ra là rồi đó, giờ bắt đầu á nó vô phòng rồi, nó chạy ra ăn. Rồi đó, đóng cửa nó về nó ngủ. Lấy cái ăn. Dưới một tuột chiều chút xíu. Để một cái ạ. Rồi xong rồi á. 6 giờ. Ok.
mấy bạn mà muốn lúc mà nó nói chuyện mà mấy bạn di chuyển được mấy bạn bạn bấm vô nút bò hay nút chạy làm chuyện anh giữ được nút bò chưa nghe chưa ngon rồi bây giờ dọn phòng thôi ai vô trời ơi phòng gì chứ toilet xong rồi nó cũng chụp toilet luôn. Ui quá trời ơi. Mấy Phúc đi lang thang đâu vậy? Không biết nữa. Gì mà cảnh sát nó cấm mình vô. Ok, vô chỗ này nghe tiếng động rồi đó. Gì thôi. Nó ngủ rồi, vô bé Phúc. Ok, vamos on. Bye bye. Bởi tiếng đầu tiên là vô, going. Đi đâu? Dạ, em để coi đây có mấy con chuột gì. Run. Chạy hả? Chết hay mất máu? Chắc mất máu, ngay dưới đây cũng có chuột nữa. Rồi để đi từ từ. Cầm té xuống cái chạy lại. Cái gì vậy kìa? Rồi đi bổ sung năng lượng bé Phúc. Ok. Ăn con mát rồi cơ, chứ rất là nhiều luôn đó. Chào con mát hoài. Chào.
hotel owner. Vậy mấy em hút vô sát tường đứng nè. Chuột lên ra nhiều vậy. Đứng sát tường, đứng vô sát tường. À, đứng sát tường vậy đó. Tôi đang qua mà. Đứng vô góc luôn có mấy con chuột. Không, không có leo lên được mà nó chiếu vô cái chuột này. Tông bỏ hết rồi. Đứng nghe nhưng mà ra, đang nhảy lên thì nó đạp lên, nó đạp lên, nó đạp lên, nó đạp. Rồi, đứng vô cái góc chuông nghe tường. Vô. Kiểu này xong đường thoát đâu, ở đây nè, rồi đi thôi. Ủa mấy em phút sao mình không có ra ngoài được, mình bị lắc rồi. Ờ chắc vậy, không có ra ngoài được, phải ra chung á, không ra chung chứ mình bị lắc trong đây luôn rồi. Ờ thì bởi vậy. Trước khi lúc đó 6 giờ sáng rồi, 7 giờ cũng đúng buổi sáng. Giờ 7 giờ sáng rồi. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye.